Có nha, thầy ghi ở đây nha. Cái phương pháp học tại thầy cũng có chuẩn bị sẵn được đấy, mình sẽ có những cái bước để mình tự mình học được nha. Bước thứ nhất á, nó gọi là bước mình gọi là bước một đấy ha. Bước một là mình xem video ở trên cái kênh YouTube của thầy đó, hoặc kênh khác cũng được. Tóm lại là cái kênh nào mà người ta dạy và các bạn xem bạn hiểu được mà nó có tính hệ thống á, và nó đầy đủ á, thì các bạn xem trên đó nha. Xem ô, cái này là xem video này trên các kênh miễn phí đúng không, mình không mất tiền đúng không đấy, không sao hết, không cần mình xem những bản trả phí đâu đấy. Xem video thì mình làm cái gì với cái việc xem này nhỉ bạn? Ghi chép ạ. Đầu tiên là phải xem thì mình cố gắng tư duy xem thầy nói có đúng không, đúng không đấy. Khi xem là mình tư duy mình có những cái suy nghĩ của mình nhé, để phản biện lại thầy, xem được là xem thì cái người nói với người thầy á, thầy nói có đúng không, đúng hay không đúng nha. Có thể thầy nói sai đấy nha, không phải lúc nào thầy cũng nói đúng đâu. Đấy, giờ đấy, nếu mà cảm thấy đúng giờ thì mình phải gì, mình hiểu theo cái cách của mình, theo cái cách riêng của mình, riêng của mỗi người có một cái cách hiểu khác nhau đấy, cái hiểu bản chất của vấn đề á, hiểu hiểu này là hiểu bản chất nhá, hiểu bản chất của vấn đề, theo cách riêng của bản thân đấy. Cái này là mình đang gọi là học lý thuyết đấy, cấp học cái này là học lý thuyết này. Nó phải có lý thuyết. Thế thì mình hiểu được cái bản chất của cái lý thuyết này này, và trong cái video thầy có hướng dẫn đấy, đưa ra cho các bạn này thì mình hiểu theo cách của bản thân. Sau đó là ghi ghi lại, ghi ngắn gọn thôi. Gọn này. Đấy, ý chính ý hiểu của mình thôi á, chứ không phải ghi hết tất cả như thầy nói nha. Các bạn có hiểu chỗ này không? Dạ có ạ. Tức là thầy Có. nhé, cái đoạn ghi này này là mình ghi theo cái cách hiểu của mình, chứ không phải ghi tất cả những gì thầy nói trong video nhá. Đấy, bạn nào mà ghi cứ thầy nói cái gì ghi lại cái đấy là bạn sai đó. Bạn hiểu cái bản chất làm sao bạn ghi cái đó đấy. Sau đó ghi cái gì nữa, ghi cái ý chính của cái video, ý chính nha, ý chính tức là trong đấy nó có cái câu lệnh gì ha, có cái lưu ý gì, các thứ thì mình ghi cái ý chính nó lại nha. Sau đó ghi cái gì nữa, ghi cái gì nhỉ, ghi những cái thắc mắc, những cái chỗ nào mình không hiểu á thì mình ghi lại nha, ghi lại để mình đi tìm cái giải đáp cho nó. Còn cái ghi bản chất và ghi ý chính này này, mục đích để sau này mình quên á, thì mình mở cái sách trở lại mình lướt qua một cái là mình thấy ngay, mình không cần mình quay lại video mình coi đấy, mình coi một video nó mất thời gian nhiều nha. Đấy, cho nên là mình phải ghi lại để mình xem, sau khi mình quên mình xem lại cho nó nhanh. Đấy, còn ghi thắc mắc là mình tìm cách giải quyết rồi. Trong cái phần xem này này, sau khi mình xem xong á thì bước thứ hai là mình làm gì, cái này qua đây mình xem lần một đấy ha, cái này xem lần một này đấy. Còn bây giờ bước thứ hai là mình vừa xem, và cái xem lần hai này này, vừa xem video vừa thực hành. Cái đoạn xem vừa xem này lần hai này là mình xem nhanh thôi nhá, xem nhanh, thậm chí là xem mà có tua á, mình lướt mình tua đi cho nó nhanh những đoạn mình cần thôi, chứ không phải xem không cần ghi chép nữa nha.
Nhưng mà cái bước thứ hai nó quan trọng ở chỗ là các bạn vừa xem vừa thực hành. Nếu các bạn không thực hành ấy, thì không có được. Tại vì không thực hành thì thực ra nó vẫn là của thầy thôi. Các bạn phải thực hành thì nó mới là của các bạn được. Đấy, nên là bước thứ hai là các bạn phải vừa xem video để xem thầy làm thế nào và mình làm lại. Gọi là thực hành cái này. Cái thực hành ở bước hai này nó gọi là làm lại thôi. Chỉ là làm lại những gì mà thầy làm. Trong cái video đấy à, mình không có sáng tạo gì thêm nhá, chỉ làm lại làm y hệt luôn à, làm y hệt à, không có cần sáng tạo nhá à, không có thay đổi, không có sửa chứ, làm đúng hệt như vậy là được giờ à, và khi làm này nó sẽ xuất hiện những cái điểm cho nó xuất hiện những cái lỗi mà cái quá trình thực hành nhá, mình thấy nó xuất hiện á. Giờ là mình tìm cách mình giải quyết nó. Các cái lỗi đấy à. Rồi. Đó là bước thứ hai. Rồi bước thứ ba là mình làm gì nữa nhỉ? Các bạn nào có ý tưởng nào không? Bước thứ ba mình sẽ làm gì? Đây có mấy bạn đây. Đấy, sau bước 1, bước 2 rồi thì bước 3 mình sẽ làm gì trong cái phương pháp của mình? Dạ. Ờ, em, theo em bước 3 mình làm gì? Em không biết ạ. Không biết hả? Trời, bước 3, à, bước 1, bước 2 đã hiểu chưa? Rồi ạ. Ờ, giờ bước 3 này, bước 3 thầy hướng dẫn này. Bước 3 là mình sáng tạo ha. Mình sáng tạo thêm, mình phát triển thêm à, mình gọi gì, mình thay đổi thông số đấy, thay đổi điều kiện, thay đổi yêu cầu đấy, nên mình có những cái thay đổi ở trong cái nội dung đấy, mình sáng tạo thêm, mình phát triển ý tưởng lên, để cái ý tưởng, cái nhiệm vụ gì đó, tóm lại là mình mở rộng nó ra đấy, và mình vận dụng nó vào những cái gì đó à. Đấy, tóm lại cái phần này là của bản thân. Bạn nào sáng tạo nhiều, phát triển được nhiều thì càng nhanh giỏi thôi. Đấy, thì chúng ta cùng học như nhau hết, nhưng mà ở cái đoạn này là nó thể hiện sự khác biệt của mỗi người này. Đấy, những bạn nào có cái sự sáng tạo, đấy, sự vận dụng và có những sự thay đổi thì mình sẽ giỏi, nhanh giỏi hơn nha. Rồi bước 4 nó làm gì? Bước 4 mình làm gì nhỉ? À, mình làm bài tập à. Làm bài tập. Đấy, thì ở bước 1, bước 2, bước 3 là chúng ta vẫn làm những cái gì nó liên quan đến gì? Bước 1, bước 2 này. 1 này, 2 này, 3 này là mình làm những gì mà nó liên quan đến video thôi. Đấy. Thì ba cái bước này các bạn cố gắng xem cho nó hết toàn bộ các video trong bài trong cái kênh của thầy đó à, xem nó càng nhiều càng tốt, xem hết thì tốt nhất, còn nếu không có thời gian thì cũng càng nhiều càng tốt nha. Và khi xem là các bạn phải nhớ là giải quyết ba cái bước này này, đi theo từng bước một, bước một, bước hai, bước ba đấy. Còn bước 4 là mình làm những cái bài tập mà nó nằm ngoài cái video. Được. Ví dụ như là trong sách chẳng hạn, trong sách của cô giáo đấy, trong sách hai cái quy giáo trình, sách của cô giáo đưa đấy, có thể là bài tập mà ở cái tài liệu ha của chị gái chẳng hạn, đúng không, của anh họ chẳng hạn đấy, rồi của thằng bạn thân chẳng hạn. Tóm lại là cái nguồn nào mình tìm được á, cái bài tập thì mình sẽ đưa vào trong cái bước 4 này này. Vâng ạ. Bước 4 là gì? Mà mình vận dụng à, mình vận dụng bằng mọi cái nguồn tài liệu nha, bằng mọi cái sự trợ giúp. Bây giờ đấy, xong rồi. Bước 5 làm gì? Bước 5 làm gì nhỉ?
kiểm tra lại và sửa lỗi ạ. Thì đúng rồi, khi làm bài tập thì chắc chắn nó sẽ có lỗi đấy. Và mình sẽ tìm cách mình sửa lỗi là chắc chắn rồi. Sang bước 5 này. Đấy, bước 5 là mình bước 5 thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một một người thầy của các bạn. Một người thầy. Cái người này là vừa làm thầy mà lại vừa làm tay sai cho các bạn. Đấy. Nha. Vừa là thầy này. Là thầy thầy giáo của các bạn ấy. Vừa là tay sai của các bạn. Tay sai là sao nhỉ? Các bạn nào hiểu cái ý này không? Ý thầy vừa đưa ra không? Là người giúp đỡ. Giúp đỡ là người thầy rồi. Chứ còn người tay sai là sao? Hỏi bạn Bảo Ngọc cho nào, bạn nghĩ người nào người tay sai của mình là người thế nào? Người làm hộ mình được. Nhiệm vụ chúng ta là phải sai thật nhiều. Như vậy là cái người thầy này này và người tay sai này thì theo các bạn là ai? Sau này có cái quá trình tự học là các bạn phải dùng cái ông thầy này đó. Cô Hương thì không được, tại cô Hương thì không, chỉ có thể làm thầy giáo cô giáo thôi, không làm cái sai các bạn được. Rồi kể cả thầy bây giờ đây, thầy đang dạy các bạn này thì thầy cũng không làm cái sai các bạn đâu. Bạn nghĩ xem có ai mà vừa làm thầy vừa làm cái sai cho mình được không? Để theo bạn Phong này. Phong thì là chị gái này. Nhưng mà chị gái của mình là chỉ làm thầy thôi, có làm cái sai được không? Không ạ. Không đúng không? Thầy mà kém có giả làm thầy có cáu gắt không? Có hay cáu gắt không? Hỏi nhiều cái mình của mình không? Có. Có đúng không? Rồi bây giờ trả lời hỏi chị trả lời có nhanh không hay là AI mãi mới trả lời? AI như vậy chị gái làm thầy cũng không ổn lắm đúng không? Lâu lâu mình hỏi thì được chứ hỏi hoài ấy cũng không ổn. Đấy. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một người thầy mà vừa làm thầy vừa làm tay sai, đó là ChatGPT. Biết cái này không? Vừa làm thầy này, vừa là tay sai này. Thì khi mà mình sử dụng, khi mà sử dụng cái ChatGPT này với vai trò là người thầy đi, thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Là mình sẽ đặt các câu hỏi. Cứ đặt các câu hỏi. Câu hỏi gì cũng được. Đấy, như vậy ở chỗ này các bạn phải rèn luyện một cái kỹ năng. Đấy là rèn cái kỹ năng đặt câu hỏi. Hơn nhau ở chỗ này này. Bạn nào biết hỏi. Đấy, chắc GPT này này là thầy của tất cả các bạn đấy, bạn nào cũng có thể có một cái ông thầy như thế này. Nhưng mà cái việc bạn nào giỏi hơn á hay là kém hơn á thì dựa vào cái kỹ năng các bạn đặt câu hỏi cho ông thầy này. Ông thầy này ông không có tự động đặt bài toán cho các bạn đâu, mà các bạn phải chủ động hỏi. Như vậy là chủ động hỏi nha. Chứ còn mình cứ tự động mình bị động là mình không học được đâu. Mình chủ động đặt câu hỏi nha. Câu hỏi mà càng hỏi bản chất á, câu hỏi thường nó sẽ hỏi là nó là gì này, trong cái bản chất nó là gì này, so sánh cái nọ với cái kia này, tại sao lại như thế này mà không phải như thế kia này. Đấy, mình đặt những câu hỏi mà nó xoáy sâu vào cái bản chất của vấn đề á. Như câu hỏi tại sao này, rồi là so sánh này. Đấy, so sánh này, so sánh như cái này với cái kia này. Rồi là phương có cách khác không này. Không này. Đấy thì khi mà có cách khác không thì nó sẽ giới thiệu thêm các cách khác cho mình. Rồi câu hỏi giải thích chi tiết này. Thì khi mà mình đặt cái yêu cầu giải thích chi tiết thì nó sẽ giải thích chi tiết cho mình. Đúng không? Đấy, những cái câu hỏi như thế. Và bạn nào mà chịu khó đặt câu hỏi càng nhiều câu hỏi á thì ông thầy ông sẽ giải đáp hết cho các bạn. Và khi mà giải đáp với các bạn thì các bạn rất là giỏi. Đấy, như vậy là dùng thầy để mình gì? Mình
học nâng cao cái trình độ của mình, trình độ của mình, của bản thân nhá. Đấy, không có cái ông thầy nào bằng ông thầy này đâu. Ông thầy này ông cũng là gì, ông vừa rất là giỏi, đặc tính của ông này là giỏi, cực giỏi luôn. Thầy gọi là cực giỏi, không phải là giỏi đâu, mà ông ấy giỏi trong tất cả các vấn đề, từ toán, lý, hóa, tin, rồi là gì, văn, rồi lịch sử, rồi tiếng Anh, gì cái gì ông cũng giỏi hết. Dạ. Yeah. Đấy. Thứ hai là ông ấy nhanh, rất là nhanh, chỉ khoảng mấy chục giây thôi là giải quyết xong cái câu hỏi của mình. Cái này là chắc chắn là cái chỗ mà người chị lúc nãy là không làm được, đúng không? Rồi, nhanh này. Còn gì nữa? À bạn, thầy nào ông không có bực mình. Đấy, cứ hỏi đi, không sao, ông không có bao giờ cáu giận bực mình như các bạn hết. Nên cứ thoải mái. Và gì nữa? Làm việc là giờ nào cũng được, 24 giờ. Đấy, bạn hỏi giờ nào cũng được, nửa đêm tỉnh dậy hỏi cũng được. Đấy, chưa hỏi cũng được. Giờ ai chơi hỏi cũng được, tóm lại bạn hỏi lúc nào cũng được. Chỉ cần gì? Chỉ cần có nối mạng thôi. Phải có nối mạng nhá. Đấy. Thì đấy là những ưu điểm của cái ông thầy này. Ông thầy chat GPT này này. Được chưa? Thì khi mà các bạn sử dụng chat GPT với vai trò là người thầy á, thì các bạn vẫn giỏi lên. À, các bạn, bản thân các bạn á, bản thân là học sinh đi, à, các bạn học sinh mà thì sẽ giỏi lên. Đấy. Ăn thua là chỗ này này. Bạn nào mà biết sử dụng ông thầy này thì càng đặt câu hỏi càng nhiều á, khi bạn càng nhiều á thì bạn sẽ giỏi lên. Rồi, bây giờ là sử dụng chat GPT với vai trò là cái sai. Cái sai là bây giờ mình sẽ ra lệnh cho nó làm việc. Lệnh. Đấy. Nào. Cho nó, cho cái chat GPT này nó làm việc. Làm việc. Nha. Trước khi mà các bạn ra lệnh cho làm việc á, thì các bạn phải hiểu cái bản chất vấn đề đã. Nha. Còn nhiều bạn nó sẽ lợi dụng cái chỗ này này, là không cần hiểu đâu. Nhiều bạn không lợi dụng ở đây là không có hiểu gì hết, cứ bắt nó làm thôi mà không có tìm hiểu tại sao nó làm như vậy. Đấy. Mà như thế ấy, thì mình sẽ bị vào một cái trạng thái gọi là ỷ lại, và mình càng ỷ lại ấy, thì mình càng dốc nha. Cho nên các bạn phải làm cả hai việc, một là các bạn hỏi nó để các bạn giỏi lên. Sau khi bạn hiểu bản chất vấn đề, bạn hiểu, bạn biết rồi thì bạn mới bắt nó làm việc cho mình nha. Đấy, bạn để ý cho thầy một cái đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nó này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn này. Ví dụ như là đây có cái bài tập này. Đây, các bạn nhìn thấy cái bài tập số 1 không? Thấy không? 1.361 là 3 như thế phân mà. Như vậy là cái đề nó vẫn có cái sai ở chỗ này này, đúng không? Đấy, vì là làm tròn đến 3 chữ thập phân. Đấy, như thầy bảo là đôi lúc thì thầy cô vẫn sai nhá. Đấy, mình phải là có những chứng kiến của riêng bản thân mình. Rồi, có bạn nào hiểu cái bài này không? Ba cái phần này là thầy sẽ không hướng dẫn nhá, các bạn sẽ tự làm trên video nhá. Thầy sẽ làm ở cái bài số 4 này này. Đấy là làm bài tập ngoài video này. Thì khi mà làm cái phần này là các bạn phải, đầu tiên là phải tự mình suy nghĩ. Và nghĩ đây là nghĩ gì? Là nghĩ về cái yêu cầu của đề bài. Là nó muốn cái gì? Có hiểu không? Sau là nghĩ cái giải pháp, tức là cái cách thức mình làm á. Mình tự mình nghĩ. Để sau đó mình thực hiện. Nha. Đó. Rất là quan trọng nhá. Đấy. Sau khi mình làm, mình thực hiện, mình không làm được, bắt đầu mình tìm cái sự hỗ trợ từ người khác. Đấy là từ cái ông thầy này này. Đấy. Nha. Đấy. Sau đó mới nhờ ông làm giúp cho mình này, ông làm, ông hướng dẫn cho mình, cho ông làm giúp cho mình này.
nếu mà dùng giống thầy này mà không được nữa thì bắt đầu mới nhờ đến người khác, ví dụ là cô giáo, bạn bè hay gì đó. Vậy bước 6 là gì? Bước 6 là nhờ chị gái này, anh họ này, bạn thân này. Đấy, sau khi mà những cái nguồn xung quanh nó mà không được nữa, bắt đầu mới nhờ đến cô giáo này. Đấy, cô giáo Hương nhỉ, đúng không? Hay là cô giáo gì đó nữa tùy các bạn nha, thầy không có rõ được nha. Đấy, các bạn ạ, khi mà đến cô giáo Hương là cuối cùng rồi. Vậy cái phần này là phải gì? Đây, đây này, tự mình suy nghĩ đây này, cái này là phần chủ động của các bạn nhá. Hiểu cái yêu cầu đề bài không? Bạn Thái cho bạn nói xem yêu cầu nó là yêu cầu gì? Yêu cầu nó là chương trình. Yêu cầu nó là tính một cái viết một chương trình để tính một cái tổng, một cái tổng F nào đó cho một cái công thức toán học nào đó đúng không? Thì sau này có thể là một chương trình khác mà nó cũng tương tự như vậy, tức là nó sẽ cho một cái công thức toán học cho nó bắt đầu là tính cái giá trị của biểu thức đó. Đúng chưa? Đấy, đấy là yêu cầu thứ nhất. Nha, như vậy thầy ví dụ trong cái đề bài của chúng ta thì cái yêu cầu ở đây là gì? Là nó cho một cái công thức toán học nha. Học để tính cái giá trị biểu thức đó. Yêu cầu là tính giá trị biểu thức. Đấy, đây là bản chất của cái yêu cầu này. Đây là yêu cầu thứ nhất. Hai là gì? Cái công thức này thì nó có cái dữ liệu của nó, cái dữ liệu đầu vào của nó, dữ liệu vào của nó là nó lấy từ file, từ một cái file nha. Như vậy dẫn đến một cái đoạn là mở file, đọc file gì đây này, mở file về là đọc file rồi là ghi file gì đó tung lum ở chỗ này, thường đây là lấy từ một cái file có sẵn thì mình sẽ là mở ra và đọc thôi, không cần phải ghi nữa. Đây là ba yêu cầu nha. Yêu cầu một này là, đây là yêu cầu một này, là ghi vào đây cho nó rõ này. Đây là yêu cầu hai này, là dữ liệu vào và lấy từ file. Rồi yêu cầu ba là gì? Là cái dữ liệu kết quả, dữ liệu kết quả hay gọi là kết quả ra thì nó trả về là dưới dạng gì? Và trả về một cái file, tức là ghi nó vào trong file. Đấy, kết quả sẽ ghi vào trong file. Đấy, và lưu kết quả trong file, vậy ta cũng phải mở file và ghi file đúng không? Đấy, ta sẽ làm, đấy ta có ba cái yêu cầu như thế. Như vậy là ta phải tách nó ra. Yêu cầu 1, yêu cầu 2, yêu cầu 3. Chờ. Thì đâu, đây là cái mình nghĩ về yêu cầu của nó trước. Bạn nào mà phân biệt được các cái yêu cầu càng rõ ràng bao nhiêu á, sau này á các bạn sẽ làm được cái bài tập á rất là dễ. Ví dụ các bạn thấy cái bài này có 3 yêu cầu. Thì yêu cầu 2, yêu cầu 3 thì mình thấy nó đơn giản rồi. Mình chỉ cần làm yêu cầu 1 là xong. Đúng không? Bạn nào mà chưa thành thạo yêu cầu 2, 3 thì mình biết cái bài này mình chưa thành thạo 2, 3 mình luyện thêm. Đấy. Sau bây giờ giải pháp. Giải pháp ta sẽ làm giải pháp cho từng cái, cho từng cái yêu cầu một nha. Ví dụ mình sẽ làm giải pháp cho cái yêu cầu đầu tiên là mình cho một công thức toán học và mình tính giá trị của biểu thức đó. Nha. Sau đó gì? Mình làm yêu cầu 2, yêu cầu 3 sau. Đấy, mình giải pháp, mình cứ làm giải pháp cho từng cái một, và khi mình đưa giải pháp thì mình thực hiện luôn. Thì ở đây có bạn nào đã có thể làm được cái bài này ở yêu cầu số 1 này? Bạn nào làm được? Yêu cầu số 1 là cho một cái công thức toán học và tính giá trị của biểu thức đó bằng cái chương trình Python. Ở đây có bạn nào có thể làm được cái bài này? Rồi, bạn thử viết một cái chương trình nhỏ nhỏ xem nào. Để kiểm tra xem nó có chạy được không nào.
rồi, từ khóa bình thường đúng rồi. Rồi, chạy vào đây đúng không? Bây giờ bạn viết một cái chương trình của mình, để chú thích nó vào đi, và một cái chú thích là chương trình tính tính tổng nhé. Chương trình tính tổng à? Đúng rồi, cái bài mới một đó, bài tập một đó. Chú thích không? Chú thích thôi, không có cần phải ghi là chú thích là mình viết thôi. Đó, đúng rồi. Chú thích là chương trình tính tổng. Đây là bài tập 1 đó, đúng không? Rồi, tính tổng S. Rồi, ok. Thêm chữ bài tập 1 đó đi. Tổng S gạch ngang bài tập 1 để mình biết là nó là bài nào, đúng không? Tại có thể là có nhiều cái bài tập mà yêu cầu tính tổng. Không, ghi bên trong dung nhảy. Ok, rồi. Giờ bây giờ mình giải dụ những biến F là cái biến tổng đi ha. Đấy. Em này chú thích F là biến tổng. F là sẽ lưu cái tổng của biểu thức. F. Biến F là sẽ lưu. Chữ F đấy ạ. Từ chữ F đó. Trong chú thích đó. Không, chữ F, F nha, thì ghi cho trên này chữ F này. Đấy, F là cái tặng của từ xanh đấy. Xanh. Là mình sẽ chú thích là F là biến F, đúng không? Đây, biến F này. Đấy, sẽ là lưu lại kết quả. Tính tổng. Nha. Đấy, thầy đọc lại ạ. Đấy, thì có ghi trên đó. Kết quả. Rồi, kết quả tính tổng đấy, đúng không? Ok. Rồi, bây giờ biểu thức của mình thế nào? Đề bài thế nào? Bật lại đề bài xem. Rồi bật sang cái cửa sổ của cái đề bài á. Đấy, đấy đúng rồi. S bằng 1 này, như vậy là N là mình chưa có biết đúng không? Vâng ạ. Thì mình cho đại N bằng 5 đi chẳng hạn đi. Ha. Đấy, trong chương trình mình ghi là N bằng 5. Tại vì mình sẽ chưa có làm cái nhiệm vụ 2, mình chỉ làm nhiệm vụ tính tổng trước đi. Chứ còn cái nhiệm vụ đọc ghi từ file mình chưa có làm. Thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ 1 trước. Mình cứ cho n bằng 5 đi, cho đại đi, sao hết. Rồi quay lại cái chỗ mà ba cham đó, mình ghi cái. Rồi cho cái biển n á là bằng mấy đó bạn chọn đi, bạn chọn bao nhiêu được tùy bạn. Rồi xuống dòng. Bây giờ mình sẽ tính tổng là mình sẽ tính thế nào nhỉ? Biểu thức của mình á là từ phải là S bằng 1 cộng với 1 trên 2 bình phương cộng với 1 trên 3 bình phương đúng không? Có phải không nhỉ? S của mình không? Bằng là mình gõ lại luôn đây cũng được, em gõ ở đây luôn đi. S bằng gõ S sẽ bằng 1 cộng với 1 chia cho 2 bình phương là 2 mũ 2 này, cộng với 1 chia cho 3 bình phương đúng không, 3 mũ 2 này, đúng chưa, đấy, đóng hoặc vài cho ra chẳng ăn, đóng hoặc cái chỗ ấy á, chỗ dưới á. Đấy, như thầy có đưa trên cái bước đó không, đóng hoặc của cái mối bình phương thôi. Đóng hoặc giống như thầy đóng hoặc này. Đấy, đó là cài cái trước nữa. Đúng rồi.
đúng không? Rồi rồi em in cái app ra xem nào, tôi in app ra xem nào, tôi in app. Là 1.361 đúng không? Rồi bây giờ có phải cái công thức này mình ghi tổng quát nó sẽ phải thế này không? Cho nên về cùng cái dạng giống nhau, phải 1 chia cho 1 lũy thừa 2 không? Cái chỗ 2 sao là dấu lũy thừa đúng nhá. Ờ, ví dụ em 1 bình thường, đấy 1 lũy thừa 2 là 1 2 sao đấy. Giờ bạn sửa lại công thức này thì xem nó có đúng kết quả như vậy không? Thức thầy vừa gửi đấy nó. Sửa lại bằng cái công thức mà thầy gửi lên. Đúng rồi, thế là cái số 1 ban đầu mình cũng sửa thành cho nó dẫn cái dạng sau á. Rồi trong cái F mình có 3 cái thừa số. Đấy thì mình sửa để nó có cái dạng giống nhau. Là đều 1 chia cho cái số dưới bình phương lên. Đúng rồi, copy vậy là ok đó. Kết quả đúng không? Kết quả đúng ạ. Đúng rồi, bây giờ nó có cùng. Bây giờ mình xem công thức này mình thấy thế nào. Nó có liên quan đến chữ N của mình không? Có liên quan không? Có ạ. Liên quan chỗ nào? Đâu có thể chữ N nào ở trong hay đâu đúng không? Bởi vì mình đã thay vào việc N bằng 3 chia ra là cái số 3 đấy, có nghĩa là bây giờ bạn sửa N 4 thì kết quả nó bắt thấy à. Thử sửa lại N 4 như nào, nó kết quả nó có giống vậy mà. Không ạ. Đâu sửa đi, sửa N 4 như nào. Kết quả cho nó có phải 1 chấm không? Để nguyên không có đủ ý dưới công thức. Để nguyên. Rồi mình chạy đi, chạy đi. Nó vẫn vậy mà đúng không? Tại làm sao vậy? Vâng ạ. Vì là N ở đây nó là ngoài công thức, còn ở trong công thức là không có N ạ. Ừ, đúng rồi, thì công thức này nó có liên quan gì đến N đâu, tại vì nó không có cái gì liên quan đến N cả. Cho nên khi nó mình thay đổi N thì kết quả nó có thế. Đúng không? Vâng ạ. Bây giờ mình phải tìm một cái cách nào đó để mình viết, mình tính cái F này mà nó liên quan chữ N. Thì bạn để ý là trong công thức này bạn thấy có cái gì thay đổi. Có cái gì mà nó thay đổi? Số 1, số 2, số 3 đúng không? Còn cái chỗ đấy thay đổi đúng không? Rồi. Vâng ạ. Thế thì mình sẽ dùng một cái biến y mà nó sẽ nhận các giá trị là 1, 2, 3 này. Giờ thì mình sẽ ghi một cái công thức là S sẽ bằng 1 chia cho y bình phương. Đấy, thầy ghi lên đây này. Đúng chưa? Đấy, thì đầu tiên y sẽ bằng 1 đi. Y sẽ bằng 1 thì mình sẽ có cái thừa thứ nhất đúng không? Vâng ạ. Y bằng 1 thì mình sẽ có cái thừa số là 1 trên 1 bình phương. Sau đó y sẽ bằng 2 thì mình sẽ có cái gì? Cái thừa số thứ hai đúng không? Là 1 trên 2 bình phương. Sau đó y bằng 3 thì mình sẽ có cái thừa số thứ ba là 1 trên 3 bình phương. Đúng chứ nhỉ? Dạ. Sau mình cộng 3 cái này lại đúng không? Vâng ạ. Thì mình ra được cái F. Rồi, thế thì để mà làm cái việc cộng lại á, và y nó chạy từ 3 cái như vậy á, thì mình sẽ không có dùng cái câu lệnh như này nữa này. Đấy, mà mình dùng câu lệnh nó có sửa đây một chút là bằng F cộng với cái này này. Đấy, thì có ghi trên đấy. Đúng chưa? Đấy. Rồi bạn sửa lại thầy cho nào. Cho y bằng 1. Đó. Ô, n vẫn để bằng 3, n bằng 3 đi. Để đi. N cứ để bằng 3 vậy. Rồi xóa dòng thứ hai đi. Rồi, thứ hai thứ ba đó đi, xóa đi. Rồi. Cho s bằng 1 trên y bình phương, bạn ghi vậy. À y bằng đi, y bằng 1 trước đi ha. Rồi. S bằng 1 chia cho y bình phương
Rồi. Rồi mình green add ra xem. Rồi nó ra bao nhiêu? Là 1 đúng không? Rồi tiếp tục à, phía dưới. Dạ. Yeah. À ở phía trên cái dòng green đó mình ghi một cái dòng nữa. Tức là phía sau chữ S bằng á. Ngay ngay đó, ngay cái trước. Ngay trước green á, enter green xuống đi. Đó, enter xuống. Rồi, y bằng 2. Chưa. Đúng rồi. Y bằng 2. Rồi. Gõ cái câu lệnh S bằng S cộng á thì có ghi cho nữa. S bằng S cộng y bằng 2. Đấy, cộng cái phần đấy, mình copy xuống đi cho nó nhanh. Rồi, mình chạy cho nào. Bao nhiêu 1.25 đúng không? Rồi, tiếp tục mình gõ tiếp theo là gõ y bằng 3 và s bằng vậy dùng công thức đó. Chị ở đâu rồi? Y bằng 3 đi. Rồi, thì nhé xem nào. Đúng 1.36 đúng không? Được được kết quả chưa bạn Phong? Vâng ạ. Vâng. Bây giờ bạn thấy cái cách viết này nó có giống nhau không? Ba cái câu lệnh này có giống nhau không? Câu lệnh mà S á, nó có giống nhau không? Thế là nó vẫn khác đấy. Câu lệnh là hàng thứ 5 này. Nhìn thấy cái hàng bên cạnh hàng thứ 5 đó, và hàng thứ 7 và hàng thứ 9 á, ba cái hàng lệnh nữa là nó bị khác nhau về mặt công thức đúng không? Vâng ạ. Chờ bạn sửa cái lệnh cái hàng số 5 đi cho nó giống cái hàng số 7 và số 9 đi. Copy vô cho nó nhanh. Đúng rồi. Như vậy chứng tỏ là cái F này nó bị lỗi tại vì nó không ở trước nó không có cái gì cả. Đúng không? Nó bảo một cái lỗi đúng không? Đúng nhỉ? Đây vâng nó, có cái lỗi này là tên F này này, nó chưa được định nghĩa này. Tại vì trước đó nó không có cái biến F sử dụng. Bây giờ bạn cho một cái F bằng 0 ở trước đó đi. Thì cái phép cộng này nó cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Đấy, như vậy F ban đầu nó bằng 0 đúng không? Rồi bạn chạy lại xem nó có đúng không? Đúng chưa? Đấy, như vậy mình sẽ dùng cùng một công thức đúng không? Đấy, F bằng 0 này bạn cho nó ở phía trước chữ y bằng 1 á. Rồi, enter một cái đi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình quan sát này. Từ cái dòng lệnh 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9, 10 này, nó đều dùng một công thức giống nhau đúng không? Nó chỉ khác là cái y nó khác nhau thôi. Y là từ 1, 2, 3 đúng không? Đấy, bây giờ để viết cái vòng lệnh nó liên quan chữ n này này, thì mình sẽ dùng một cái vòng for. Nha. For y vang 1, n. Đấy, mình dùng cái dòng lệnh này này. Hai chấm. Thì vào cái vòng for này á, được chưa, thì cái y á nó sẽ chạy từ 1 cho tới n. For y nhá, ngoài for 1 nhá, for y nhá, đấy nhá. Rồi copy cái dòng lệnh s xuống về phía dưới cái vòng for á, cái dòng lệnh s là cái dòng phía trên đó. Không, S bằng á, không phải S bằng 0 đâu, S bằng S cộng á, cái công thức của mình á.
đó, S bằng S cộng cả cái dòng đó luôn. Rồi copy xuống, enter enter đi, không đảo ở đây, đúng rồi, ok. Rồi copy cái hàng bên S xuống dưới. Nó báo cái lỗi gì? Bao lỗi là cái không biết cái lỗi gì nhưng mà Nó đang bảo cho bạn một cái cú pháp này này, đúng không? Thấy không? Thấy bảo một cú pháp, nó bảo lỗi là cú pháp không hợp lý, đúng không? Giờ làm sao mình xử lý cái lỗi này? là đẩy cái n với cả cái y xuống, copy hai cái dòng n với cả y xuống bên dưới Đúng không? ạ. Chắc Nào thì cứ ghi giải pháp xem không, xem nào. Rồi này, bạn ở chỗ for y đấy, nó ở for y này, sau thêm chữ in vào, in ren. À, thêm chữ y vào trước chữ in đó, in tách ra, nghĩa là gì? Nghĩa là cái biến y này nó sẽ chạy trong cái vùng từ 1 tới n thì nó sẽ nhận những giá trị nào? giá trị là 1, 2, 3, 2, 3. chứ tại n là n bình 3 đúng không? Giờ nó sẽ chạy 1, 2, 3 giờ. Bây giờ mình sẽ xóa hết các cái dòng lệnh từ 6 cho từ 5 cho tới 11 đi. Cả năm nữa, cả năm nữa mình xóa luôn, năm sáu xóa luôn đi. Rồi bây giờ mình chạy lại cái này xem nó có đúng không. Đâu rồi? À, bên F, về bên F là mình ghi cái này, nó sẽ in từng cái một và cho nó vào bên trong bên F. Đừng có cách nó ra, đẩy nó sát vào bên trong đi. Cái dòng số 7 á, đúng rồi. Rồi cái dòng số 6 là S bằng, S bằng chứ không phải là gì vậy, S bằng S cộng. Ý là S bằng. Rồi chạy xem nào. Bao nhiêu đấy? 1.25 ạ. Vậy nó không đúng đúng không? Không ạ. Như vậy chứng tỏ là y nó là gồm những giá trị nào? Y nó là gồm giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3. Nhưng mà hiện tại thì nó không có giá trị 3 đúng không? Chắc không? Vâng. Giờ trên cái dòng số 6 này mình enter một cái thành dòng số 7. Trước dòng số 7 á, enter đó, enter 6 đó, đúng không? Enter xuống. Mình print cái y ra, mình xem y nó gồm những cái gì. Print print y bằng. Đấy, dấu nhảy trước, dấu nhảy trước, dấu nhảy không vi này này, dùng cái hàm đúng rồi, dấu nhảy y bằng, y bằng trong ấy mở, y bằng trong ra ngoài nhảy một phẩy cái, phẩy cái y. Ok, rồi chạy lại xem nào, ra cái gì nào. Như vậy là y nó chỉ cần một hai thôi đúng không? Nó không có ba đúng không? Vâng ạ. Vậy mình sẽ sửa làm sao cho có ba, mình sửa chỗ nào? Sửa chỗ S cộng 1 bằng S cộng No, chỗ n á, đúng không? Chỗ ven 1,n á, mình ghi thành là gì? 1,n cộng 1. Đúng không? Ven 1,n cộng 1. Rồi mình chạy lại xem phải y là 1 2 3 không? Đúng chưa? Gì vậy? Mình đã thấy nó in từ 1 2 3 nó in ra cho mình này, kết quả cho mình này. Bây giờ mình xóa cái dòng phim nó y bằng nó đi, mình không cần nữa. Tại vì chương trình nó không yêu cầu, mình chỉ đưa vào để kiểm tra thôi. Bỏ đi. Ok chưa? Rồi. Nhưng bây giờ cái giá trị in của mình nhá,
nó bị một cái là gì, nó có phải là ba dấu là sau dấu phẩy không? Không ạ. Ờ, nó rất là nhiều đúng không? Vâng ạ. Mình sẽ dùng một cái lệnh như này, dùng cái hàm rao rao này này đấy, cho mình đưa cái s vào, mình đưa số 2 vào chẳng hạn thì sẽ lấy hai dấu phẩy đấy, thì mình sẽ ghi là s bằng rao của s phẩy 2 đấy, có cái lệnh đi vô, có cái lệnh vô trước hàm print á. Không, để nguyên cái đó, để nguyên cái đó, cứ để nguyên đó đi. Enter xuống. Rồi cho nó sát lề luôn, cho nó sát lề luôn. Rồi. Không, dùng cái hàm s bằng, thì bạn thì dùng cái s bằng thì gã nó vào s. Đúng rồi. Rồi chạy thế nào? Đúng không? Có phải là hai số so thực phân không? Có. Ừ, cái vào này có nghĩa là làm tròn. Cái hàm này là sẽ làm tròn. Mà muốn làm tròn bao nhiêu số thì mình ghi đằng sau á. Vâng ạ. À, nhưng mà mình đã làm được cái nhiệm vụ đầu tiên là tính tổng chưa? Rồi ạ. Có hiểu không? Các bạn có hiểu bài không? Có ạ. Rồi bây giờ tắt đi, thầy sẽ hướng dẫn cái này, dùng cái ông thầy ChatGPT ông hướng dẫn mình thế nào nhá. Đây. Rồi đây thầy sẽ quay sang cái ông đây là cái ông chat này, chat GPT này. Ở chat này GPT là cái gì? Đây chat GPT này. Hỏi nó xem nó là gì nhá. Đấy, có nhìn thấy nó đang trả lời không? Các bạn có thấy không? Bạn Hương và bạn Văn Phong bạn đọc cho thầy xem nào. Chat GPT là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên lớn được huấn luyện bởi OpenAI, có khả năng tạo ra văn bản tự động và trả lời các câu hỏi trong ngữ cảnh. GPT là viết tắt của Generative Pre Transformer, là một kiến trúc mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer, được giới thiệu bởi Quaswani và cộng sự vào năm 2017. Mô hình này đã đạt được nhiều kết quả tốt trong các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên như dịch máy, đọc các văn bản, phát sinh văn bản và trả lời câu hỏi. Rồi. Bây giờ thầy sẽ yêu cầu nó viết cho thầy là viết code tính tổng s bằng một, alo, công thức của mình đấy là gì nhỉ, xem nào, s bằng này một chia cho đâu đâu s cộng này một chia cho hai bình phương này đúng không, cộng này một chia cho ba bình phương này cộng này chậm 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 gì đó cho đến là một cộng này chia cho n bình phương này đúng nhỉ, bằng ngôn ngữ Python đi, tại vì nó có nhiều ngôn ngữ. À, mình cứ chỉ rõ ông Python thì nó viết cho mình theo Python.
đúng không nhỉ, đúng cái bài của mình không, Tận Hương, đúng bài bạn vừa làm không hả? Có. Rồi giờ mình yêu cầu nó làm tròn để giờ phân tích đi, phân tích kết quả đi, giải thích chi tiết đi. Dạ mình không hiểu mà, họ là thầy mình bị hỏi chứ đúng không, giải thích chi tiết từng dòng lệnh, dòng lệnh đi, dòng code đi, xem người ta có giải thích cho mình không. Rồi Hương, bạn Phong thế nào, giải thích nào, đọc có hiểu không? Chắc là không, đọc một đoạn nào, đọc thế nào, đọc suy nghĩ một lúc cho các bạn. Dòng 1 N trừ 10 bằng giá trị cho biến bằng N bằng 10 gán giá trị cho biến N bằng 10. Biến N ở đây đại diện cho giá trị N trong công thức tính tổng S. Dòng 2 sum bằng 0 tạo biến sum bằng 0. Biến sum được sử dụng để tính tổng các số hạng trong công thức. Dòng 3 sử dụng phòng lập for để tính tổng các số hạng trong công thức. Phòng lập này sẽ chạy từ giá trị 1 đến giá trị N. Ở đây là N bằng 10 đấy. Đúng ở không? Đây là 10 bằng cách sử dụng hàm range 1.n+1 trong mỗi lần lập biến y sẽ lấy giá trị từ 1 đến n. Dòng 4 là nội dung lặp lại trong mỗi lần lập, biểu thị việc tính toán và cộng thêm giá trị của số hạng tương ứng vào biến sum. Ở đây số hạng thứ y của công thức là ở y à 1 trên y lũy thừa hạn y bình phương. Dòng 6 sử dụng hàm green để in ra kết quả tính tổng sum. Vì vòng lập for đã tính tổng các số hạng theo công thức nên giá trị của biến sum sau khi thực hiện vòng lập sẽ là cộng s bằng 1+1 ở trên 1/22 cộng 1/32. Đâu? Nó là 1/2 lũy thừa 2, 3 lũy thừa 2. Trên đầu lý thứ 2. 2 lý thứ 2 và 3 lý thứ 2 cộng chấm chấm cộng 1 trên N lý thứ 2. Đúng không? Có hiểu không? Mình đọc rồi mình có hiểu không? Hả? Sương sương à? Chưa hiểu lắm hả? Thì mình chỉ bảo ở đây chưa hiểu rõ lắm. Không hiểu ở chỗ nào? Ở chỗ bằng for đúng không? Hay là chỗ nào? Em không hiểu chỗ mà ở hai cái dòng cuối cùng nhé. Ở dòng 6 hay dòng 3 năm? Cái chỗ mà vì vòng lập for đã được tính tổng nên là chỉ bị sum for. Thì nó là cái câu kết luận đó. À, đúng vâng. Không? Chứ còn trên cái đoạn code này thì dòng code nào em không hiểu? Dạ không ạ. Mày hiểu hết rồi đúng không? Bây giờ chị không hiểu cái chỗ vòng cuối cùng này đúng không? Kết luận này đúng không? Cái dòng mà vừa vòng là for đúng không? Rồi mình sẽ ghi này này. Chưa hiểu rõ lắm ở đoạn, ở câu. Đúng không? Cái này phải chỗ này không? Đấy, thầy ấn này xem nó có giải thích cho mình này. Đấy.
Rồi dạ. Sao anh? Rồi ạ. Giải thích này đã hiểu chưa? Rồi ạ. Chưa hiểu thì mình phải hỏi lại nó. Đúng không? Chưa hiểu thì mình phải bắt nó giải thích thêm, đúng không? Ví dụ mình chưa hiểu thì mình bảo giải thích cụ thể hơn. Lấy thêm ví dụ. Rồi, xem thử nó có giải thích cho mình hiểu được nha. Rồi, đã hiểu hơn chưa? Dạ rồi ạ. Những bạn khác có hiểu không? Nào có mấy bạn Thái Sơn thì danh hiểu có hiểu không? Có. Có đúng không? Bây giờ đề nó còn yêu cầu gì? Làm tròn đúng không? Đây này. Nó yêu cầu là mình phải làm tròn nữa này. Làm tròn tổng F đến hai chữ số thập phân này thì làm thế nào? Mình quay lại mình hỏi nó, mình dùng hàm giao đó, mình nếu mình không biết thì mình hỏi nó. Copy cái đoạn này vào đây, làm tròn tổng F này phân này đấy, bỏ vào đây xem thử nó có làm như mình không. Rồi, các bạn có hiểu không? Dạ có ạ. Có đúng không? Bây giờ mình thử chạy code này xem nó có viết đúng không nhá. Đây, ở chỗ này có chữ copy này. Thấy copy không? Có thấy chữ copy thì nó chỉ con chuột vào đây không? Đây này. Có. Ấn vào đây, nó sẽ ghi thế này, nó ra thế này. Có ạ. Mình quay sang cái chỗ bên này. Nhá. Cho nó vào đây. Đấy. Chỗ này nó nhập từ một bàn phím vào. Mình không thích nhập thì mình cho nó bằng 4 luôn đây đi. Hỏi nhập. Mình chạy xem nào. Nó ra được đúng theo kết quả của nó không nào. Đấy, 1.42 này. Đúng chưa? Đấy, mình muốn 3 thì mình đưa vào đây số 3 này. Nó sẽ là 3 dấu sau dấu phẩy này. Ok, giờ đã hiểu chưa? Rồi bây giờ nó bảo là dữ liệu vào và đọc từ file tổng in. Đấy. Mình copy cái này. Vào đây mình sửa ở đây. Tổng S với cái dữ liệu này vào nhập từ file tổng in xem nó làm thế nào.
và nó ghi ra tổng ao luôn này, ghi ra kết quả là tổng ao này, rồi nó phân tích cho mình này. Rồi là sao, có hiểu không? Bạn nào phân tích thầy cho nào, nãy giờ bạn Hương đang này, bạn Phong đang làm, Phong đọc luôn cho nào. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh read open để mở và đọc dữ liệu từ file tổng.inv. Lệnh file readline được sử dụng để đọc dòng đầu tiên của file, chứa giá trị n và chuyển đổi giá trị đọc được thành kiểu số nguyên và cách sử dụng hàm int. Sau đó chúng ta tính tổng s sử dụng một vòng lặp tương tự như trong ví dụ trước. Cuối cùng chúng ta sử dụng lệnh read open để mở file tổng out và ghi kết quả tính toán vào file đó bằng cách sử dụng hàm file write. Lưu ý hàm file write chỉ chấp nhận với số là chuỗi, vì vậy chúng ta phải chuyển đổi giá trị của sum thành chuỗi sử dụng hàm strings trước khi vào file. Thì có hiểu không? Có hiểu hết không? Đoạn nào không hiểu? Xem lại đoạn code đi, xem đoạn code nào không hiểu, còn đoạn giải thích nào không hiểu. Xem kỹ lại xem nào, có đoạn nào không hiểu nào. Nó làm cho mình rồi đó, giờ mình bị hiểu cái cách nó làm. Phong hiểu hết chưa? Rồi ạ. Rồi giờ hỏi bạn khác xem nào. Bạn Bảo Ngọc đi, Bảo Ngọc có hiểu không? Đây thì bật lại này. Điều này lại em không hiểu. Có giọng lệnh nào mình không hiểu không? Ví dụ giọng lệnh là hả? Trong này này mình có hiểu không? Hả? Chỗ này không hiểu đúng không? À bây giờ mình giải thích, mình sẽ ghi vào yêu cầu người ta, cái ông thầy ông giải thích cho. Ông thầy chắc là với tên này. Dòng code này mình copy vào đây. Đúng không? Cái chỗ này mình không hiểu rõ lắm đúng không? Đấy. Bây giờ xem mình sẽ giải thích kỹ hơn thế nào nào. Rồi đã hiểu chưa? Rồi. Bảo Ngọc hiểu chưa? Rồi. Giờ nó tóm lại là chỗ nào mình cũng hiểu, mình cứ hỏi, mình hỏi thì nó sẽ trả lời cho mình, đúng không? Đúng nhỉ, Bảo Ngọc hiểu không nhỉ? Rồi bây giờ thầy sẽ copy cái đoạn code này này và quay sang chạy xem rồi nó làm sao này, đúng không? Đây mình chạy xem nào.
hình như là thầy sẽ xóa cái này đi đi, tại vì xóa đi để nó ra một cái lỗi, tại vì thầy cần các bạn quan sát một cái lỗi, thầy sẽ xóa nó đi. Rồi thì chạy cái này đi, thì nó bảo một cái lỗi này là đây, cái lỗi đây không có tìm thấy cái file hoặc cái thư mục mà gói tổng.mp này này, copy cái lỗi này và mình quay sang là mình hỏi là chạy trên, chạy đoạn code trên vài trang của mình là 3 trang đúng không, bảo lỗi đúng không, bảo lỗi này mình copy về ở đây cho mình hỏi, hỏi với ông thầy này cho ông Dũng trả lời mình thế nào. Rồi giờ làm thế nào đây, ông giải quyết thế nào, Phong đọc thế nào, lỗi file not found error 2 no sub file or directory tổng.inp được báo hiệu rằng chương trình của bạn không tìm file tổng.inp ở trong thư mục hiện tại. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần đảm bảo rằng file tổng.inp đang tồn tại trong thư mục hiện tại của chương trình bạn. Nếu file đó không tồn tại, bạn cần tạo file tổng.inp trong thư mục hiện tại và cung cấp dữ liệu đầu vào cho chương trình của bạn trong dạng tương ứng. Nếu file tổng.inp đã tồn tại trong thư mục hiện tại của chương trình bạn nhưng vẫn bị lỗi, bạn có thể kiểm tra xem tên file và đường dẫn đến file đó đã được nhập đúng chưa. Bạn có thể kiểm tra quyền truy cập của file để đảm bảo rằng chương trình của bạn có thể có quyền đọc được file. Như vậy mình cần làm gì tiếp theo nào? Tạo ra, nếu mà Mình phải kiểm tra xem. Tạo ra một cái gọi là file có tên là tổng.inp ạ. Không, mình cần đầu tiên là kiểm tra xem nó có tồn tại trong thư mục hiện tại không người đã, đúng không? Đúng không? Thế về thư mục hiện tại là thư mục Vâng nào? ạ. Đúng không? Mình không biết thư mục hiện tại đâu thì mình hỏi thư mục hiện tại là thư mục nào đấy, mình vào đấy mình xem. Thư mục chứa tệp mã nguồn này đúng không? Đây nó bảo dùng cái lệnh này này để biết thư mục hiện tại này. Rồi mình thử copy cái này vào mình xem hiện tại đâu này. Đây in cái dưới này này, in trên cùng đi nhá. Cho nó trên cùng đi. Đâu rồi? Nó vẫn bị bảo là lỗi ở phía dưới này. Vậy là cái chỗ này này. Đúng không? Nó báo lỗi ở đây. Đó, cho nên ta chưa biết được thư mục hiện tại. Như vậy thì bạn có cắt hết cái này đi. Rồi chạy lại xem nào. Đây, thư mục hiện tại đây. Đúng chưa? Đấy, xong mình paste lại cái này. Để trả lại nữa. Dạ. Vậy là thầy sẽ quay vào trong cái này. NTT này, Python chấm bài tập này, gạch cái tập này xem có đúng không? Ổ gì? Ổ E đúng không? Nó bảo đây là ổ E này, ổ E này. NTT này. Đâu rồi Python đâu? Từ thầy gọi đây Python này. Bài tập này. Ở đây nó bạn ạ. Không có tìm thấy tổng out đúng không? Tổng in gì đây đúng không? Rồi. Không thấy giờ làm nào để thấy này giờ.
làm sao để tạo? Phong biết làm sao để tạo không? Dạ, không biết. Rồi không biết thì mình hỏi. Sao để tạo file gì đây, file mình nhận tổng .env trong thư mục hiện tại. Đấy, không biết là mình hỏi thôi, đúng không? Quan trọng là mình biết cách hỏi là được. Các bạn đã ghi vô, ghi vô, dùng cái lệnh này để ghi vô. Đấy. Cách thứ nhất là mình ghi vô này, đúng không? Mình copy đoạn này mình ghi. Đấy, có mấy cái phương pháp để ghi này. Yeah. Nếu mình không hiểu thì mình kêu nó phân tích chi tiết cho mình nhá. Rồi bây giờ mình thử copy một cái đoạn này đi. Đấy, đoạn này mình ghi xem là ghi được nhá. Đấy rồi, giờ cái đoạn thứ một hiện tại mình không cần quan sát nữa, bỏ đi. Mình sẽ thay bằng cái dòng là ghi một cái file. Thì hiện tại là các bạn quan sát lại này, và trong này nó không có đúng không? Không có thì chạy này, và nó sẽ ghi này, và khi nó ghi số 10 vào trong file á, xem là có không nào. Ok chưa, chạy rồi đó, mình xem này. Đây nó vừa ghi cho mình này, nó ghi tổng, nó ghi và nó tạo ra cái file tổng .env này, đúng không? Tổng .env này mình mở nó ra. Mở thì các bạn có thể dùng cái chương trình Notepad á. Đây, đây dùng cái này này, mở này, thấy có số 10 không? Mời nha. Còn nó cũng khi mà nó thực hiện cái dòng lệnh cuối á, cái dòng lệnh này này, đây nó ghi và nó tổng ao này, nó tạo ra một cái file tổng ao luôn. Và mình xem thử cái tổng ao này nó có không, có gì trong này không. Mình cũng mở nó ra, mở bằng cái này này. Đấy nó ghi cho mình này. Giờ đây nó chưa có làm tròn đến hai sổ. Ok rồi, bây giờ mình hỏi xem là còn còn cách khác để tạo file tổng chấm in không. Nó báo lỗi rồi đấy. Ông thầy này lâu ông hay bị kiểu này. Mình sẽ quay sang đây đi, mình ấn vào new chat cho này, mình ra một cửa sổ khác. Mình hỏi thì mình sẽ hỏi thêm là cả cách khác nhau để mình làm cái việc này. Đây dùng trình hoàn thảo văn bản là Notepad này, Workpad này gì đó, mình thử xem nào. Thì thầy xóa hai cái này đi nhá, xóa đi. Rồi thầy dùng cái Notepad là dùng kích chuột phải này, new này, đây tag document này cũng được này. Đấy thì mình ghi là tổng này chấm mà INP này. Ok, nó bảo là nó có chấp nhận cái đuôi hay luôn. Rồi mình mở nó ra, mình cho nó số 4 vào đây đi. Rồi, lưu lại không, lưu lại đi. Rồi mình chạy lại trên xem nó có được không. Mình bỏ cái dòng này đi, đúng không? Thì chương trình của nó đây đúng không, nó sẽ mở cái file này ra, nó đọc giá trị N vào trong đấy, nó tính ra N bằng 4, xem nó đọc có đúng không. Không in gì cả, tại vì nó vậy. Kết quả không in ở đây mà nó ghi vào file. Mình quay lại thư mục mình xem nhá. Đây, ghi vào file này. Đấy, 1.4236 gì thùng lum đây này. Như vậy nó đã ghi xong cho mình đúng không?
nhưng mà nó vẫn bị sai một chút, đó là cái chỗ khi nó tính ra tính lại cái file này đoạn nó có code làm tròn này, đây làm tròn đây, không có cái đoạn code này đấy. Chờ, hoặc mình có thể yêu cầu viết lại là mà có chữ làm tròn, viết lại chương trình hoàn chỉnh. Đã. Làm tròn đến hai chỗ thập phân dữ liệu n đọc từ file tổng in kết quả xuất ra file tổng chấm out rồi. Ok. Rồi mình chứng bản phân tích nữa nha. Mình chạy luôn nào. Copy bỏ cái này đi. Đấy. Rồi mình quay lại cái mục của mình. À, mình xóa cái thằng này đi. Mình sửa trong này là đấy, mình trong này bao nhiêu? Số 4 nha. Số 4 là mình chạy này. Đây mình đây, chạy đi. Chạy rồi, xong rồi. Chẳng hiện gì với cả là vì nó xuất file mà. Mình quay lại trong này mình thấy này, có cái file tổng out ra này. 1.42 đúng giờ. Đúng với bạn Phong nhỉ? Rồi ạ. À, đã hiểu toàn bộ cái phần thầy làm chưa? Rồi ạ. À, nhưng mà đã biết cách sử dụng cái ông thầy chat GPT chưa? Rồi ạ. Ông này có giỏi không? Có ạ. Nhanh không? Có ạ. Bực mình không? Em nghĩ là không ạ. Ừ, lâu lâu nó bị treo chút. Tại vì hiện tại là cái chat GPT này nó không cho dùng ở Việt Nam. Cho nên thì nó bị treo thì thầy phải mua tài khoản này. Không? Bạn nào mà ấy thì các bạn ra trên mạng tìm nhá. Cái phương pháp làm sao để có cái tài khoản đấy. Mà tóm lại là cái ông thầy đấy rất là tuyệt vời đấy. Đấy. Nên là các bạn cái bài này thầy hướng dẫn cho các bạn này mục đích là để cho các bạn những cách mà khai thác cái ông thầy đấy. Ông thầy đấy nó không có tốn nhiều tiền đâu mà lại rất là hữu ích đúng không? Hữu ích không? Không. Có hiểu không? Bạn Phong nhỉ? Vâng ạ. Ờ, rồi Thái Sơn có hiểu không? Hiểu cách mà bình giảng hôm nay chưa? Bảo Ngọc có hiểu không? Có. Ờ, hiểu cách sử dụng cái chat GPT chưa? Rồi. Đấy. Nha. Rồi mấy bạn còn lại không? Các bạn nào không hiểu không? Nó có thể dùng để làm cái việc khác được, ví dụ viết thơ chẳng hạn, để làm văn hay là gì đó, hoặc giải hóa học toán học thì được hết nha. Đây là thầy ứng dụng cho các bạn để làm cái phần học lập trình thôi. Rồi các bạn nào không hiểu không, rồi nhắc lại là cái nội dung mình này đây. À, phương pháp nha, bước 1 này đấy là học cái phần lý thuyết căn bản này này kết hợp với thực hành mà ở trong video nhá. Cái này là học được càng nhiều càng tốt này. Tại sao hôm nay thầy hay gọi bạn Phong, tại bạn Phong bạn đã học đến bài 5 bài 6 rồi, mặc dù bạn em còn ít tuổi, bạn mới có 12 tuổi nhưng mà bạn đã học được một cái lượng lý thuyết khá nhiều, cho nên là thầy hay hỏi bạn Phong là vì vậy. Giờ các bạn có thể thông qua đấy,
qua cái việc trao đổi giữa thầy với bạn Phong để các bạn hiểu cái mình cần nha. Đấy thì phần lý thuyết nó có 3 phần này, 3 bước là bước 1, bước 2, bước 3 này. Tôi ghi đây rồi, không nhắc lại nữa nhá. Còn bước 4 là mình sẽ làm các bài tập để mình phát triển, để mình vận dụng nha. Bài tập này các bạn có thể lấy ở mọi nơi, ở đâu cũng được nha. Càng sát với lý thuyết bạn nắm được thì càng tốt. Khi mà làm bài tập này là các bạn phải tự mình làm trước, sau đó mình nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Còn nếu mình cứ nhờ ngay từ đầu á thì cũng được thôi, nhưng mà như vậy nó không có phát triển tư duy của bản thân lắm. Cho nên là tốt nhất là bạn tự mình suy nghĩ. Thì khi mà suy nghĩ thì bạn phải suy nghĩ mấy cái này. Thứ nhất là yêu cầu của đề bài, thì mình chia nó ra thành từng cái yêu cầu một. Ví dụ nó có một cái đề bài như thế, mình chỉ chia ra 2-3 yêu cầu gì đó, có thể là 4-5 yêu cầu gì tùy theo cái bài. Và trên từng yêu cầu đấy thì mình phải xem cái giải pháp thế nào, mình phải tìm kiếm cái giải pháp cho nó. Còn mình có thể tự nghĩ trước cho nên mình tìm kiếm sau. Nếu mà nghĩ không được á thì mình đi hỏi, đúng không? Thì khi mà nghĩ cái giải pháp thì mình kiểm nghiệm cái suy nghĩ đó, thì mình phải thực hiện nó. Mình mở những chương trình lên, mình chạy mình xem được có đúng không. Nghĩ mãi mà không ra thì mình sẽ hỏi thầy. Hỏi thầy thì đây, thầy giới thiệu cho bạn một ông thầy rất là tuyệt vời đây, đúng không? ChatGPT. Đấy. Vừa là thầy, thế là mình có thể hỏi ông thầy giải thích cho mình, vừa là viết code cho mình và giải thích cho mình nhá. Nhớ phải đặt các câu hỏi. Đấy. Làm sao để mà mình càng hiểu bản chất cái vấn đề càng tốt. Và nhớ là ông thầy này ông cái gì? Ông ấy vừa là thầy nhưng vừa thấy sai, như vậy là thấy sai cũng nghĩ gì, mình có thể giao cho ông ấy làm việc. Nghĩa là bắt ông ấy viết cho cái đoạn code này, đoạn code kia, hay là làm cho cái đoạn này, đoạn kia thì ông ấy sẽ làm cho mình. Và đơn giản là mình chỉ phải copy cái đó, mình đưa sang bên kia, mình chạy, mình kiểm tra xem cái công việc ông làm có đúng hay không. Ok không? Đạt yêu cầu của mình không? Đấy, nếu mà cái việc mà làm việc với cái ChatGPT mà nó không ra được vấn đề á, thì lúc đấy mới cầm vấn đề đấy, mới sang gặp gì chị gái, gặp anh họ, gặp bạn thân, hay là gặp người yêu, hay là ai đó, tùy các bạn ha, hỏi người ta. Đấy, nếu mà hỏi mà không được nữa thì gặp cô giáo, thầy giáo. Đấy, nói thẳng là nếu mà có gặp thầy sử chẳng hạn thì thầy cũng lại đi hỏi ChatGPT thôi, đúng không? Đấy, nó chỉ khác nhau là thế nào, khác nhau là thầy có kinh nghiệm hỏi nhiều hơn các bạn thôi. Đấy, các bạn cứ luyện đi, chịu khó hỏi, chịu khó luyện theo cái đam mê của mình thì các bạn sẽ giỏi. Được chưa? Đấy, bạn Phong, bạn ít tuổi hơn nhưng bạn ấy chăm chỉ hơn, bạn ấy chịu khó luyện hơn thì bạn ấy giỏi hơn một số bạn còn lại. Đấy, những bạn còn lại nếu mà chăm chỉ, nếu mà chịu khó hơn thì lại cũng lại giỏi thôi. Đúng không? Thì hiện là các bạn vào trong cái YouTube này. Bước 1, bước 2, bước 3, 3 cái bước đầu này. Đây. Ba bước đầu này, mình sẽ làm thế nào này, hướng dẫn thêm một chút cho các bạn này. Bạn vào đây, bạn gọi chữ N, đây, F này nó ra luôn các bạn này. Đấy, bạn kích vào trong này, thì nó có chữ playlist này. Đây, playlist này bạn kích vào chỗ này nha, nó sẽ có cái danh sách học về Python đây. Python này từ cơ bản nâng cao này. Đấy, sẽ ra cho các bạn này. Các bạn sử dụng được ạ. Đấy, thì nó có các cái bài bên này. Thấy không? Đấy, cứ từ từ mà học thôi. Đấy, trên này thì giảng nói chung tổ hợp cũng rất là đầy đủ cho các bạn nhá. Để các bạn nắm cái lý thuyết cơ bản thôi.